Hay anh thanh niên sử dụng máy khoan đất pate lô nhà Vinmark mà tấu hay quá. Tạo niềm vui trong công việc như này chắc chắn hiệu quả lao động sẽ cao lắm đây à. 1, 2, 3 mình cùng nhún nhảy khoan đất nào. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video review các sản phẩm của Vinmark. Và trong rất nhiều các video review về máy khoan đất thì ngày hôm nay mình sẽ lại lên cho các bạn một model tiếp theo, một model mới nhất của Vinmark, đó là máy khoan đất Patello 52cc với model là ED520C. Thì đây sẽ là một chiếc máy khoan đất được rất nhiều anh em lựa chọn bởi vì nó cực kỳ là nhẹ và cái công suất làm việc lớn. Mọi người nhìn thấy ở đây cái của mẫu Patello này cực kỳ là chắc chắn. Mẫu này là một cái mẫu có thiết kế mới với dung tích xi lanh lớn hơn và nó nhẹ hơn rất là nhiều so với các dòng Patello trước đây. Các bạn nhìn thấy ở đây thì ở ngay phần phía tay cầm, bốn phía này sẽ đều có phần đệm mút ở phần tay này ạ. Nên là khi mà chúng ta sử dụng máy nhiều giờ đồng hồ thì tay sẽ không bị chai, không bị hằn các cái vết ở tay khi mà mình hoạt động quá lâu. Dung tích bình xăng của chiếc máy này là 1,2 lít. Và mọi người lưu ý là đây là động cơ 2 thì xăng pha nhớt, nên khi mà mọi người sử dụng máy thì mọi người nhớ là pha đúng tỷ lệ là 25 xăng và 1 nhớt để cho máy của chúng ta sẽ được hoạt động trơn tru. Và khi mà chúng ta khởi động máy thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Với chiếc máy Patello 520C này thì các bạn có thể lắp được với mũi 8 này, mũi 10, mũi 15, mũi 20, mũi đơn và mũi đôi đều được. Và ở đây thì mình đang có một chiếc mũi 10, mũi đôi thì mình sẽ lắp cho các bạn cũng như là sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành chiếc máy này. Bây giờ mình sẽ lắp mũi khoan vào ạ. Các bạn để ý là mình xoay đúng chóp chóp là được này. Sau khi mà chúng ta lắp mũi khoan thì chúng ta sẽ pha xăng nhớt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn pha tỷ lệ xăng nhớt. Các bạn lưu ý trên những cái bình này, người ta sẽ chia vạch sẵn là tỷ lệ. Đây, ví dụ như đây là 25:1 thì có nghĩa là cứ một vạch xăng ở bên bình to thì chúng ta sẽ cho một vạch nhớt ở bên bình nhỏ đây. Hoặc đối với các cái dòng bình như thế này thì mọi người có thấy tỷ lệ. Ví dụ như ở đây cái bình này mình có thể pha theo hai tỷ lệ là 50:1 hoặc 25:1. Đối với tỷ lệ của cái chiếc máy khoan đất này thì mình sẽ pha tỷ lệ là 25:1. Thì mọi người nhớ là mình sẽ đổ 500ml xăng đến vị trí này. Đây ạ, đến vị trí này thì là 500ml xăng. Cái vạch nhỏ này ạ, là chỗ này chúng ta sẽ cho nhớt. Có nghĩa là cho xăng đến vạch 500 và cho nhớt tiếp từ cái vạch 500 đến cái tỷ lệ này. Thì chúng ta lắp đều lên là sẽ được. Vì bây giờ mình sẽ thao tác trực tiếp xăng nhớt cho các bạn cùng xem trên chiếc bình này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ pha xăng, mình sẽ cho xăng vào đây, mọi người nhớ là cho vạch này nhé. Các bạn sẽ trộn xăng với nhớt vào với nhau. Vậy là chúng ta đã pha xong tỷ lệ xăng nhớt và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với máy. Chúng ta cho xăng nhớt vào thì chúng ta sẽ bơm xăng, ta sẽ nghiêng để bơm. Và cái núm bơm xăng ở bên dưới này, chúng ta bơm để xăng nó vào phần động cơ. Ta sẽ bật công tắc on off này, mình bật công tắc lên này. Còn cái len đó ở đây mình sẽ đạt xuống trước. Sau đó mình giật, mọi người giật rất phát nhá. Mình sẽ nhấn cái phần tay ga, điều chỉnh tay ga ở đây, chỉ có tay ga. Máy khởi động rất là khỏe. Vừa rồi các bạn đã thấy cách mình thao tác pha xăng nhớt cũng như lấy két máy. Các bạn
bạn lưu ý là khi mà chúng ta không sử dụng nữa thì mọi người nhớ là phải tháo xăng pha nhớt cũ này ra để tránh tình trạng mà xăng bị thối, mà để những lần sau mà mình khởi động thì nó sẽ khó. Và mọi người lưu ý là mình phải pha đúng tỷ lệ. Và khi mà chúng ta giật máy, mọi người giật dứt khoát là nó sẽ lên. Một chiếc máy cực kỳ là khỏe và khởi động nhẹ nhàng. Mình là nữ nhưng mà chỉ giật một cái rất là dứt khoát là được ạ. Chiếc máy này có ứng dụng cực kỳ là lớn trong đời sống. Mình có thể khoan các hố để trồng cây như trồng chuối, khoan trụ, trồng cây thăng long, cành chanh leo, các loại cây trồng ăn quả. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng chiếc máy này để khoan lấy mẫu đất. Một chiếc máy với dung tích 52cc và khởi động nổ cực kỳ là dễ dàng. Sẽ là một sự lựa chọn đáng để chúng ta quan tâm đến. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Mọi người muốn có những trải nghiệm thực tế về sản phẩm thì mời mọi người hãy ghé qua địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.